Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại mình đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản giàu cao cấp màu đỏ. Các bạn có thể thấy là đợt này Santa Fe có về nhiều xe hơn và sẵn giao tất cả các loại màu. Và mình cũng xin phép trong video này cập nhật chính sách giá bán của tháng 12 năm 2022. Thì các bạn đã biết thời điểm trước Santa Fe là một mẫu xe hot trong phân khúc SUV hạng D, và thậm chí là còn cộng rất là nhiều, gọi là anh em vẫn hay báo là cộng lạc rất là nhiều và tình trạng khan xe. Như hiện tại thì thị trường xe tháng 12 này cũng đã nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi, xe sẵn có, giá giảm tiền mặt. Và đặc biệt tháng 12 này chương trình khuyến mại của nhà máy đó là tặng TV 43 inch cho dòng sản phẩm Santa Fe và Stargazer. Thì Santa Fe vẫn là một chiếc xe cực kỳ là hot trong phân khúc SUV hạng D để mà các bạn xứng đáng để các bạn lựa chọn. Chúng ta có này, thiết kế ngoại thất trẻ trung, khỏe khoắn, năng động, thể thao, công nghệ thì là hiện đại bậc nhất phân khúc, rồi tính năng an toàn vượt trội. Chúng ta có động cơ nổ rất là êm, tiết kiệm nhiên liệu. Mình đoán và cái trải nghiệm của mình là Santa Fe máy dầu phiên bản cao cấp này đi 100 km thì chỉ tiêu, nếu mà đi đường trường chỉ tiêu tốn khoảng 5,5 lít dầu trên 100 cây. Đó, đấy là còn đường đô thị kết hợp thì sẽ hơi tầm khoảng 7 lít rưỡi, 7 lít đến 7 lít rưỡi. Và chính sách giá hiện tại thì Santa Fe đang được giảm tiền mặt rất là nhiều. Từ 1 tỷ 350 triệu là các bạn có thể đã mua được một chiếc xe mới rồi. Mà hiện tại một số đại lý cũng có chương trình khuyến mại cực tốt cho thời điểm cuối năm. Bên mình thì Hyundai Bắc Ninh thì đang có giảm giá cho khách hàng còn 1 tỷ 350 và tặng phụ kiện cho khách như là phim cách nhiệt này, trải sàn da này, bọc vô lăng da. Đây là cái giá theo thời điểm hiện tại thôi. Còn các bạn có nhu cầu ấy, thì sẽ liên hệ với số điện thoại mình để trên màn hình để mình có thể báo giá chi tiết và kèm những chính sách gọi là tốt nhất cho các bạn để các bạn có thể sở hữu xe. Thời điểm cuối năm này thì các đại lý sẽ chạy chỉ tiêu và Hyundai Bắc Ninh mình cũng vậy. Thì sẽ cạnh tranh về giá và giá nào cũng có thể là đề xuất bán cho các bạn được. Đó. Thì các bạn có thể thấy là điểm nổi bật của Santa Fe đó là công nghệ Hyundai Smart Sense. Chúng ta có cam 360 này, đó cam 360 này, rồi cảnh báo kiểm soát hành trình SCC để radar và công nghệ hỗ trợ giữa làn đường, đèn pha thích ứng thông minh tự động hạ pha khi gặp xe đối diện. Chúng ta có cảnh báo điểm mù ở trên gương cũng rất là hiện đại, rồi có camera 360 tích hợp ở trên gương đây đó. Và phần nội thất xe chúng ta sẽ có loa Harman Kardon với 10 loa Harman Kardon, có hai vị trí như ghế lái. Rồi chúng ta sẽ có những cái công nghệ ở trên cái bệ tì tay này, đó là thông gió và làm mát hàng ghế phía trước, rồi sửa ấm hàng ghế phía trước. Chúng ta sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama đó. Rồi chúng ta sẽ có những cái phím bấm được mạ chrome, mạ bạc rất là hiện đại. Hàng ghế phía sau thì Santa Fe có độ ngả gập rất là tốt, phù hợp cho các bạn đi đường dài. Với cái độ ngả lưng ghế tốt thì đi sẽ tránh được trường hợp đi đường dài không bị mệt. Và giá bán của Santa Fe thời điểm hiện tại mình khẳng định là tốt nhất năm cho các bạn. Thì đây là thời điểm tốt để các bạn có thể mua một chiếc xe để mình đi Tết, trong dịp Tết, trong dịp Giáng sinh, rồi để tránh rét khi mà đợt rét cuối năm nay là đợt rét muộn. Các bạn có quan tâm đến Santa Fe nói chung và Hyundai nói riêng thì xin vòng liên hệ số điện thoại mình để trên màn hình. Mình cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin các bạn một like, đăng ký kênh và comment ở dưới phần bình luận để mình có thể hoàn thiện video được tốt hơn. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.